10. Ôi giời mẹ ơi. Mày ơi, em đây, nhà về rồi à? Làm gì thế này? Em đang đếm tiền chứ còn làm gì nữa. Rồi ôi, chưa giặt ra rồi người ta đi làm về mà chưa là nấu cơm cho người ta ăn à? Nhà cứ ngồi vào đây. Hay em rót cho chén nước. Nhà uống nước đi. Khổ quá, cơm em nấu rồi. Sao thế? Mệt tay nó run. Chưa thì còn không nấu cơm rồi không dọn ra để cho chồng ăn. Đi làm vất vả về không có miếng ăn đổ vào mồm. Tự nhiên hôm nay to tiếng người ta thế. Đói. Em biết rồi, nhưng mà em đang đếm tiền. Đấy, vừa mới bán xong lứa lợn. Em đang ngồi tính là em lợp lại cái mái này này. Chứ trời mưa trời gió thế này, buổi đêm ngủ nó cứ dột vào em chả ngủ được. Thế đang làm gì đấy? Em đếm tiền. Việc gì phải đếm tiền? Nhà bao nhiêu tiền như thế? Đếm cho nó mỏi mồm, đến bao giờ hết? Mình ở đâu ra mà nhiều tiền thế? Ở mồm người này. Nói thế cho nó sang mồm. Cho hàng xóm nó nghe thế nó phải nể trọng mình. Nó coi khinh mình nghèo. Đúng rồi nhỉ? Mình nghèo người ta khinh đúng không? Mình cứ nói bóng lên, ai biết được nào mà lần. Nhà nói đúng nhỉ? Em đếm tiền nãy giờ mỏi hết cả mồm. Không phải đếm cả họng rồi. Không phải đếm nữa. Đếm cũng không hết được đâu. Rồi, em bảo này. Ở đây có 20 đồng. 20 đồng. Em tính rồi nhá. 5 đồng là em lợp lại cái mái. 5 đồng em mua lợn giống. 5 đồng em để vợ chồng mình sắm Tết. Thế còn 5 đồng mấy hôm nữa họp họ là mình đóng giỗ đấy. Giỗ à? 5 đồng sửa mái. Vớ vẩn. Cái mái này này, rột thì đưa cái nồi vào hứng. Tôi không sợ hỏng cái mái này, mà tôi sợ hỏng cái mái này này. Vớ vẩn. Mái này á, có lâu mới hỏng. Thế thì được. Còn cái 5 đồng ăn Tết, Tết ăn gì chả được. Không quan trọng, nghe chưa? 5 cây đồng mà để mua lợn giống. Với con lợn ở trong kia kìa, nó tự đẻ. Nó tự đẻ, không phải lo mua giống mã gì hết. Thấy chưa? Còn 5 đồng mà định góp giỗ là ít đấy nha. Thì sao lại là ít? Mình cứ theo xuất đình thôi. Nhà mình năm nào chả thế không. Hai vợ chồng mình 5 đồng. Không được. Sao lại không được? Mình không nhớ. Đầu năm về đấy, ăn giỗ đấy. Tôi đã nói rồi, là tôi nói là cuối năm nay về là phải góp giỗ làm sao cho nó mạnh dạn lên. Góp giỗ cho nó thoải mái lên. Tôi còn chót nói với họ, tôi làm lý trưởng cơ mà. Ôi dồi ôi, mình bảo mình làm lý trưởng á? Tôi làm đến chức lý trưởng cơ mà. Thế là em là bà lý đấy à? Là phu nhân chứ. Thế à? Ừ. Ôi không được. Ông Lý sao lại ăn mặc thế này? Mình có nhìn thấy ông Lý không? Ông ấy toàn mặc lụa tơ tằm thôi. Thế tôi mới bảo là cái 5 đồng này là mang đi để mua đồ lý trưởng cho tôi mặc. Trông nó phải đức cao vọng trọng lên chứ. Em hiểu rồi. Ý của mình là mấy hôm nữa về họp họ cho nó sang trọng con người mình lên, có đúng không? Ừ, để người ta đỡ coi khinh. Rồi, mình mà đã nói thế nhá thì em quyết định rồi. Đợt này về hai vợ chồng mình nhá, vác cả đàn lợn về để họp họ. đi dọn cơm cho người ta ăn đi. Vâng, hôm nay nhà mình xơi cỗ. Nhanh lên. Bà Lý đi thì phải khép cái tàu lá chuối vào chứ. Ôi dồi ôi, cụ ơi. Nặng quá, đây ghé cụ, ghé cụ lên nhà, ghé cụ lên nhà. Theo nghe tao, theo nghe tao. Ấy nó đè vào đầu tao kìa. Ai thằng thấp này. Mày để nó đè vào đầu tao thế à chúng mày? Kéo tao dậy đi. Dạ bẩm cụ Lý.
người có một nhúm mà sao cụ nặng thế? Mày yếu, mày cô, yếu. Sao người bé tí mà nặng thế? Con ăn mà... gì mà lắm nên nặng chỗ nào mà nặng vậy? Có mà chúng mày yếu ấy. Đi ra đến đầu đỉnh đây rồi. Ông cho anh em con xin tiền đi. Cái thằng Cao này, mày khát tiền thế à? Lại chẳng khát tiền. Vừa đến đây cứ quan trọng nhất là mày phải đưa tao vào trong dòng họ nhà tao. Để người ta còn thấy tao đức cao vọng trọng chứ. Người ta còn ngưỡng mộ, người ta còn tôn trọng tao chứ. Này, tao thấy cụ nói thế cũng có lý đấy. Có lý thì có lý, cứ phải có tiền. Thế mà cụ muốn khênh cụ vào tận trong đình làng thì cụ phải trả thêm tiền. Cứ thế thôi. Thì tao cho thêm mỗi anh em chúng mày hai cắt. Nhưng mà cụ ơi, trong lúc chờ đợi cụ vào trong đình làng, anh em con ở ngoài phải làm cút rượu. Nên là ông cứ ứng trước cho con cái khoản tiền từ nhà ra ăn đầu đình đi. Đó, sau tí nữa là từ đình về nhà rồi là trả tiền cụ sao? Ai thằng này? Ngu quá, mày thằng ai với ai đấy hả? Mày thằng với ai, mày vừa gọi ai là thằng? Này nhá, hai anh em nhà thằng này nhá, cứ giả tiền thì chúng tôi gọi là cụ lý. Này, kể cả là kỵ lý. Chứ còn không giả tiền nhá, thằng này gọi luôn là thằng lý đấy. Làm gì được? Giỏi thật. Ai nuốt mất của chúng mày, đưa tao đến đây, rồi chúng mày còn phải đưa tao về nhà tao nữa cơ mà. Chúng mày định đem con bỏ chợ à? Lúc đấy về tao có quỵt của chúng mày đâu. Hơn nữa này, để cái tiền đấy mà về nuôi vợ nuôi con. Tao vào trong đám ấy, tao sẽ lấy phần cho hai chúng mày ăn. Không phải bỏ tiền túi ra mà đi ăn đâu. Tao thấy cụ nói cũng có lý. Thôi được rồi, thế thì ông nhớ đấy nhá, phải trả đủ tiền nhá. Tí vào đình là phải bảo người lấy rượu, lấy thịt ra cho anh em con ở ngoài nhậu nhá. Ông Quang ơi, ông Quang. Trời ơi, sao giờ này vẫn còn đứng ở đây? Các cụ đang chờ hết ở trong kia kìa. Hai cái thằng này này, nó khênh tôi, nó vứt tôi ở đây này. Sang đây, đi sang đây. Mình sang đây. Này, hai cái thằng cao thấp chúng mày. Dạ. Chúng mày có nghe thấy cái gì đây không? Tiền, nghe tiền. Nghe thấy không? Dạ, tiền à. Đừng có mà khinh ông bà không có tiền nhá. Dạ. Kiểu ông cho nó cẩn thận vào. Từ tí về bà thưởng thêm cho. Rồi. Bà vừa đẹp lại vừa có tiền. Vào kiệu, vào kiệu. Ra đây à, chờ tí gì ông lên. Rồi. Cái gì đấy? Gớm một chồng bình thường. Mình cứ lem nhem. Giờ lên bà Lý trông diện. Chuyện ai bảo ông là bình thường tôi lem nhem. Tôi lúc nào mà trả diện. Nói này, ra tôi dặn đây. Quần áo rồi mặc cho nó cẩn thận vào. Tại vì là tôi chỉ thuê trong ngày hôm nay, qua tối nay ngày mai là người ta đòi đồ rồi. Rách ra một tí thì là tôi đầy chết đấy. Biết rồi. Chưa hết nha, rồi ngộ nhỡ chẳng may thì say quá gì thì nói cái gì lộ ra điểm chết xấu mặt. Rồi Lý đi. Ngồi xuống. Cẩn thận đó. Cụ Lý lặng quá. Ôi giời, sao rồi? Đúng là ra ngoài làm quan mà khi trở về quê vẫn giữ được nề nếp gia phong không ạ? Dạ, mình ơi. Dạ, mời quý quan ngồi ạ. Đúng là con người thanh lịch có khác. Đi ra ngoài làm quan xong về có ăn có học,
Ui, về đến quê hương mà vẫn giữ được cái nề nếp gia phong của quê hương quý hóa quá. Này, 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 thế bao giờ thì đi? Việc quan trên rất là bận, chắc là phải đi luôn đấy. Ấy, đi là đi thế nào? Đã về đến quê hương, đã gia đình thắp một nén nhang là phải ở lại với bà con chòm xóm. Đúng bà rồi. Con họ hàng mọi người đúng mong rồi. Anh như thế nào? Sau đó con ở lại ăn một miếng cơm. Đúng rồi, uống một chén rượu. Dạ, xin là xin phép hai bác trưởng họ. Chứ việc ở trên bận lắm mà. Nên... Bận là bận thế nào? Dạ, ý nhà em đây là việc bận lắm mà. Nhưng mà hôm nay đã về tới đây rồi, tình cảm của hai bác cũng như là bà con, vợ chồng em quyến luyến lắm mà. Thế cho nên là thôi thì cũng xin ở lại uống một chén rượu nhạt ạ. Dạ, uống một chén rượu nhạt và ăn một miếng xôi với bà con à. Ăn miếng nào? Này, không được một miếng xôi đâu đấy nhá. Này, dạ. Họ nhà mình á, dạ. Thịt cá con lợn to đùng rồi. Mà đúng là các cụ nói không có sai. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì... Dạ. Mình ạ, các cụ nói một người làm quan là cả họ được nhờ. Đấy, mà này, nhân tiện có cái gì nhờ thì nhờ luôn đi. Ừ, chả là thế này. Hôm tôi sang bên Đại Đồng ấy, thấy bên đấy họ bán cái lư hương đẹp lắm, to, bóng. Nếu như cái ban thờ họ mình ấy mà có cái lư hương đấy, nó to đẹp. Nó át hẳn tất cả các nhà khác. Đúng thì rồi. Là nhưng thì mà lúc đấy Tết này thì là nhất họ đấy, các cụ về cũng mát mày mát mặt đấy, nhưng mà ngặt một nỗi là mua nhưng mà tiền đâu ra? Mình ra. Dạ tiền đây à? Đấy, đấy thấy chưa? Thế là nhà mình, họ nhà mình có lư hương rồi. Bây giờ là như thế này. Thế còn một việc nữa là cũng xin là để được coi như là nói ra. Chứ không thì cũng chẳng biết ai giúp đỡ cả. Tức là hôm trước tôi đi ra ngoài đồng, tôi nhìn thấy á, cái mộ tổ của nhà hàng xóm á, nó to ơi là to như thế này này. Họ xây cái kiểu gì mà to như trái núi ý. Mà bên đấy nó làm ăn phát đạt lắm. Rồi giá như cái mộ tổ của họ nhà mình cũng được xây to như thế á, thì không phải một người làm quan đâu, mà họ nhà mình phải vài người làm quan. Xây tiền đâu ra? Mình đâu? Dạ em đây à. Trời ơi, đấy nhá, thế thì hay xây, quá. Xây. Vậy là ông đã xin được cái lư to. Tôi đã xin được cái mộ tổ mà anh chị khoe khoang đây đã giúp đỡ họ nhà mình. Thế thì quý hóa quá. Thôi như thế này, thế là đã xong rồi. Những việc lớn nhất của dòng họ mình đã xong rồi. Bây giờ tôi mời hai anh chị bớt chút thời gian ở lại ăn cơm với dòng họ nhà mình, để dòng họ nhà mình được tự hào về anh chị đã làm quan cả họ được nhờ. Gọi con Thắm. Con Thắm đã chuẩn bị xong chưa nhỉ? Thắm ơi. Dạ. Mang cỗ ra đây cho bà. Vâng ạ. Đây để xuống đây con. Đây. Con mời ông bà. Đây. Ôi trời ơi, một người làm quan cả họ được nhờ. Cái mâm cỗ này cũng nhỏ nhoi thế, thấm tháp gì với cả cái chuông, cả cái lư to đùng ra như thế. Rồi lại bao nhiêu tiền xây mộ tổ nữa chứ. Nào. Giới thiệu với anh chị, đây là con Thắm. Đấy, chồng nó khác không? Hồi đầu năm mà anh chị về đây á, là nó chưa về làng. Chồng thế này thôi, khổ lắm, nghèo lắm, vất vả. Cho! Bỏ tay ra. Họ nhà mình là không ai được phép khổ. Trời. Cho cháu nó tiền. Đưa luôn đây. Bỏ thế ra. Con thoi cho khác bây giờ. Đây, Thắm, xòe cái tay ra. Thắm, xòe tay ra. Dạ,
1, 2, 3. Đây đây. Ôi dạ. Vào 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 vào. Ôi. Người đông đông thế. Đây là các cháu như mình hết đấy. Cũng các cháu cũng khổ như thế trong dòng họ nhà mình cả đấy. Mình đâu? Phát. Đây 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 này con bé mỡ đây này, đây con bé mỡ đây. Con nhà bà Nạc đấy. Đây. Đây là cháu Huệ, con nhà ông Bên. Toàn người trong nhà cả. Con kia là con Tít, con nhà ông Kịt. Đây 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 đây. Con nhà ông Kịt. Đây đây đây. Tít con nhà ông Kịt đâu? Kịt cho Tít rồi. Vừa cho thêm. Rồi mấy đứa này về nó cũng khổ lắm. Hàng ngày khổ lắm. Này. Về gọi nhà họ ra đây đi nhanh lên. Còn ai ra đây nốt đi để tao còn ăn. Nhanh lên. Đây. Nhanh lên để quan con ăn. Này. Rượu nếp cái của làng mình đấy. Thế mời quý quan. Ôi quý hóa quá. Bãi không già, đúng là cái loại ngu. Mày bảo anh ngu? Tao bảo mày ngu chứ còn ai ngu nữa. Tao là anh mày đấy. Anh nhưng mà ngu thì vẫn gọi là thằng ngu. Người ta đã bảo rồi là lấy tiền trước đi. Ra đây hai anh em có phải là có cút rượu, có tí đồ nhắm, ngồi đây đợi nó đỡ lâu không? Cứ bảo là ông ấy nói đúng đấy, ông ấy nói đúng đấy. Hoang. Hoang cái gì mà hoang? Kiếm được tí tiền, ăn uống tiêu hết, thì lấy tiền đâu về thiếu biếu thầy u rồi là vợ con. Thì chính vì Tết nhất đến nơi rồi, nhà không có tiền tiêu, tôi phải chấp nhận đi khênh cái thằng này làm thuê cho nó. Thế nhưng mà chờ đến bao giờ nó mới mang rượu, mang thịt, mang cỗ ra cho mà ăn hả? Đói bụng thế này rồi mà ngồi chờ không có cái gì, không có cút rượu, sao nó lâu thế cái gì này? Đúng là ngu. Chờ thêm tí nữa biết đâu lại có cái ăn. Rồi giờ chốn em ngồi vén tay, giờ chốn em ngồi anh thời chẳng thấy em thời thở than bâng khuâng như mất lạng vàng. Lẹ chả mất cả đàn lợn rồi. Yên tâm, đâu có đó. Yên tâm nha. Tôi nói cho ông biết nha, cái lư hương thì tôi thấy được. Cái mả tổ nhà ông nha. Bà chửi ai? Tôi chửi bao giờ? Bà vừa mả tổ ai? Chứ không phải mả thì là cái gì? Mộ tổ. Mộ với mả chẳng là một à? Gà. Ông đi mà lo cái mộ tổ nhà ông. Sao đâu cơ đó? Đâu đó cái gì? Đi cả đàn lợn rồi. Đàn lợn sao rồi tính tiếp? Bống lên kìa. Cái mồm mẹ. Dậy ít thôi. Ê, cao thấp. À. Cụ Lý đây rồi. Dậy. Để đưa tao về đây. Ôi, chết cụ Lý ơi. Bọn con đang đói quá. Dạ, trước khi đưa về, ông hứa là mang rượu, mang thịt. Rượu thịt đâu, đói. Đói lắm mọi người, đói lắm. Hỏi em mả tổ này. Ê, sao lại mả tổ là thế nào? Sao lại mả tổ? Ông hứa là ông mang rượu, mang thịt cho anh em nhà tôi cơ mà. Họ nhà tao đông, ăn hết rồi. À. Về nhà tao nấu cho mà ăn. Thế này thì ông ấy nói không đúng rồi. Mày tính mày ngu chưa? Này nhá, đã thế nhá, ông bà giả tiền anh em chúng tôi không có về nhà đói bây giờ làm sao mà khênh nhà ông được? Đúng tiền rồi. Đâu? Giả tiền đây. Về tao hốt mày bích. Sao? Ông giả đi. Về tao giả cho. Không có về viết gì cả, giả tiền luôn ở đây. Này, tao nói cho cái thằng Lý này biết nhá. Mày tao với ai đây? Tao với mày, không giả tiền tao gọi là mày hết. Mày láo vừa đó. À, tao nói cho thằng Lý đẻo đấy nhá. Mày tao với ai đây? Cái gì? Ông bà muốn gì? Ai cho mày? Cái gì? Ai cho phép mày dám gọi quan nhà tao là thằng hả? Quan gì cái thằng này? Thằng mày nghe.
Quan nhá. Quan đấy. Quan à? Quan cái gì? Quan cái gì? Vợ chồng cần chân lắm. Đứng lại. Trả tiền tao. Trả tiền tao. Đứng lại. Anh ta kia. Đứng lại. Con chó như mình đó rồi. Đuổi theo bảo vệ quán nhà mình nhanh lên. Bắn. Nhanh lên. Bảo vệ quán nhà mình. Nó đánh quán nhà mình. Bảo vệ quán nhà mình. Đúng rồi, đuổi theo nhanh lên. Ôi, bác ạ. Dạ, bác trưởng sang chơi ạ. Vâng, thím. Trời ơi, mà đêm hôm khuya khoắt thế này, có việc gì thì bác bảo con sen nó gọi em. Chứ bác sang đây làm gì cho nó mệt. Con sen? Thằng ớt đâu? Dạ, bác lạ gì thằng cháu bác. Ôi dồi ôi, tham công tiếc việc không khác gì thầy nó bác ạ. Đi biển biệt suốt, dăm bữa nửa tháng mới về. Mà cứ cắm đầu cắm cổ vào đi làm, em nhiều lúc em nghĩ em xót nó lắm bác ạ. Vứt. Ôi tôi chết, sao lại vứt hả bác? Rồi ôi, từ đầu năm đến giờ có làm ăn gì đâu. Mãi mấy tháng cuối năm này là bắt đầu là mới túc tắc đi làm được. Bao nhiêu hàng hóa vốn liếng dồn hết cả vào đấy. Bây giờ bác bảo vứt thì nhà em lấy cái gì ra mà sống hả bác? Ôi, vứt, vứt hết. Ôi tôi. Tôi nói cho thím nghe nhé. Buôn tàu bán bè mà không chữa không đẻ, vứt. Thế là, à đây. Khổ quá, hôm nay bác nói em mới tâm sự thật với bác đây này. Khổ thân cái thằng ớt nhà em lắm. Chịu khó hay làm thế mà vớ ngay phải cái con vợ. Ôi dồi, trần đời ai oán em, chưa thấy cái đứa con dâu nào nó như cái đứa con dâu nhà em bác ạ. Nhà em đúng là làm sao ấy, khổ ghê cơ, vô phúc vớ phải cái đứa con dâu. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ôi dồi ôi, ngủ đến trưa chầy chưa chật bác ạ. Ngủ trương thay dãy xác đến ngọ mới thèm dậy. Em nấu cơm xong em vào em mời nó ra ăn cơm mà nó còn ống ẹo, ưỡn ra lại ưỡn vào, ưỡn vào lại ưỡn ra. Ôi dồi ôi, em điên hết cả người, không thể nào chịu nổi bác ạ. Ai đời chồng thì đi làm quanh năm suốt tháng, cắm đầu cắm cổ vào đi làm, đầu tắt mặt tối, dăm bữa nửa tháng mới về đến nhà. Con vợ ở nhà cứ ăn trắng mặc trơn, ăn trên ngồi chốc, ăn không nói có, ăn thùng uống vại bác ạ. Ôi dồi ôi, em cứ nghĩ đến nó mà em cứ lộn hết cả cái ruột lên. Trời ơi, vứt. Vâng. Chả vứt à? Thế tôi hỏi thím nhá, bây giờ người ta lấy con dâu về để mà đẻ ra cháu để nối dõi tông đường. Chứ bây giờ lấy con dâu về mà lại chỉ ăn với ngủ thì chưa chặt chưa lòi ra để mẹ chồng phải mời ra ăn. Này, ngủ mà không chữa được ấy, thì ngủ làm gì cho nó phí giấc chứ? Đấy, khổ quá cơ. Em đã bảo cái thằng ất rồi là bây giờ lấy nó về mà nó không chữa không đẻ được ấy, thì em cũng bảo là vứt giống bác chứ mà nó có nghe đâu, khổ lắm cơ. Thế này là hỏng rồi, thế này là hỏng lắm rồi. À, tôi sang đây vâng, là cũng vì cái việc này. Dạ. Tôi nói thím này, tính cho đến tháng này vâng, thì là con dâu ấy là đã về cái dòng họ này là được 3 năm rồi. Vâng. Thế mà có thấy chửa thấy đẻ đâu. Đấy. À, coi như là con nhà người ta không. À, vâng. Vừa mới cưới về là sáng cưới là chưa đẻ rồi. Đấy. Thế mà đây là 3 năm rồi mà không chửa không đẻ rồi. Ăn rồi chơi ờn ướn là gì? Trông có giống cái con cá rô được không? Vâng. À, không. Tôi nhớ là cái năm đón dâu về là con này nó cũng mỏng mày hay hạt. À, thắt đáy lưng ong. Các cụ dạy rồi, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Thế mà không đẻ thì lấy cái gì ra để mà khéo nuôi con? Hả? Đấy, khổ lắm. Mà em nói nó không chịu nghe. Thế bây giờ bác bảo em phải làm thế nào? Làm thế nào? Tôi với thím mà còn trẻ thì đã đẻ thay cho nó được rồi. Thì bác... Thôi bây giờ thế này, làm thế nào thì tôi không biết, nhưng bằng mọi cách là phải đẻ được. Không đẻ được ấy thì dòng họ nhà ta tuyệt tự tuyệt tốt à? Có phải không thím? Từ bây giờ đến cuối năm làm thế nào để đẻ được thì thôi. Em
hiểu rồi. Ui dồi ôi, em cũng đã ấp ủ cái ý nghĩ này bao nhiêu lâu rồi bác ạ. Nhưng mà em cứ nói một cái là bắt đầu cái thằng ất nó gạt đi. Hôm nay nhá, được lời của bác em như cởi tấm lòng. Về em sẽ sang tai cho nó nhá. Em sang tai lai lời cho thằng ất. Bây giờ là bác lâm trưởng họ bác ấy nói thế là con phải nghe theo. Bằng vâng. Mọi cách phải để họ nhà ta là phải lớn họ dài dòng vâng. Họ nhà ta là đông con nhiều cháu vâng. Chứ không phải là hiếm hoi như thế này. Vâng. Này, mà tôi nói luôn này, cái ngữ này mà không đẻ được nhá. Vâng. Vứt đàn ông ấy, bây giờ người ta buôn tàu bán bè vâng. Năm thuê bảy thiếp. Vâng. Giữ làm gì cái giống mà không đẻ được ở trong nhà. Vâng ạ, em cũng đã bảo rồi. Mà bây giờ em là theo cái ý của bác, nhất định không thể để tuyệt tự tuyệt tông được. Phải không bác? Đúng. Vâng. Thôi, y lệnh, tôi về. Vâng ạ, dạ, bác về ạ. Mai tôi lại sang. Dạ. Chưa đẻ được ý, thì ngày nào tôi cũng sang để nói chuyện này. Dạ. Mà cái thằng ấy, nó chả giống tôi tí nào cả. Dạ vâng. Bảo nó nhá, dạ. Hăng hái lên, không ngày nào tôi cũng sang tôi giục đấy. Vâng ạ, dạ, bác về ạ. Tôi về đây. Dạ, rước bác lại nhà. Bác cứ yên tâm, kiểu gì em cũng bắt nó đẻ bằng được đấy thôi. Dạ. Mình ơi, tôi về rồi đây. Mình ơi. Kìa Mình, tôi về rồi đây. Mình sao thế? Chả làm sao cả. Mọi khi thấy tôi về thì mình vui mừng ra đón. Sao hôm nay lại ngúng nguẩy thế? Tôi hiểu rồi. Bao nhiêu ngày xa cách, mình lại muốn chơi trò đổi bắt chứ gì? Ơ kìa, sao thế? Chả làm sao cả. Tôi biết rồi. Tôi biết mình đang nghĩ gì rồi. Tôi biết là mình rất nhớ tôi. Thế nhưng mà vì công việc, vì một cái Tết đầm ấm, cho nên tôi mới phải xa mình nhiều như vậy. Mình đi luôn đi, không cần phải về với tôi nữa đâu. Sao mình lại nói những lời như thế? Mình có thương tôi đâu. Ở nhà này chả ai thương tôi cả. Mình đừng nói những lời như vậy. Tôi buồn lắm. Bao nhiêu ngày xa cách, hôm nay về gặp nhau, tôi nghĩ là phải vui vẻ chứ. Sao mình lại cáu giận như vậy? Chắc có chuyện gì à? Mình cứ đi biệt biệt như thế, mình có biết có việc gì ở nhà đâu. Mình nói là không ai thương mình. Tôi thương mình này, mẹ thương mình này. Thế còn, mình còn muốn ai thương mình nữa? Ai bảo mình là mẹ thương tôi? Mẹ thương tôi mà mẹ đi nói xấu tôi với mọi người à? Mẹ có thương tôi đâu. Chắc là có sự hiểu lầm gì thôi. Chẳng hiểu lầm gì cả. Mẹ nói xấu tôi đầy lần, không phải là một lần. Mình cứ nghĩ oan cho mẹ. Tôi nghĩ là mẹ lúc nào cũng yêu thương mình. Con dâu cũng như con đẻ. Con dâu cũng như con đẻ. Chả phải là như thế đâu. Mình hỏi mọi người mà xem, có phải là mẹ nói xấu tôi không? Thì mẹ còn bảo là tôi không đẻ được con trai cho mình đấy. Mình ạ, mình đừng nghi oan cho mẹ. Nhiều người ghen ăn tức ở với vợ chồng mình, họ đặt điều như vậy. Thôi, mình bỏ qua đi. Lần này tôi về, tôi có mua quà cho mình thế này. Đây, mình xem có đẹp không. Eo ơi, chả biết đi làm được bao nhiêu tiền mà mua quà cho người ta nhiều thế. Ôi chết rồi, mình ơi mình, tôi nhầm, mình đưa đây. Cái vòng cẩm thạch này
là mua cho mẹ. Còn của mình đây, mình đeo xem có hợp với mình không. Tôi không cần. Cho mẹ hết đi, tôi không lấy nữa đâu. Mang lại cho mẹ đi. Kìa mình, có thương tôi đâu mà. Kìa sao mình lại nói như thế. Tôi mua quà đều cả cho hai người mà. Thế tại sao mình mua cho mẹ hai cái vòng, mình cho tôi có mỗi một cái vòng là thế nào? Mình phân biệt đúng không? Mình không thương tôi, mình chỉ thương mẹ của mình thôi. Kìa mình đừng nói những lời lẽ như vậy. Tôi mua cho hai người đều nhau, mỗi người một cái vòng cổ, một cái vòng tay. Thế nhưng mà lúc đi trên đò, tôi con mang mấy cái vòng này ra khoe với cả bà lái đò. Bà ta xem ngắm nghía rồi vô tình làm rơi mất cái vòng của mình xuống sông. Tôi không còn cách nào khác. Mình đừng nghĩ xấu cho tôi. Mình chỉ lý do thôi. Mình thương mẹ của mình hơn tôi, thế nên là mẹ mới đi nói xấu thôi. Tôi biết rồi, bởi vì tôi không đẻ được con trai, thế nên là mình như thế thôi gì. Kìa mình, thôi nào, mình nghe tôi. Ở nhà này ai cũng yêu thương mình cả. Mẹ thương mình, tôi thương mình, làm gì có ai ghét bỏ đâu. Chả có ai thương tôi cả. Người ta bảo con dâu thì như là con đẻ trong nhà, nhưng mà tôi có phải là con của mẹ đâu. Tôi chỉ như con ở trong nhà mình thôi. Khổ quá. Mình cứ dùng những lời lẽ cay nghiệt để làm cái gì. Tôi biết là mẹ rất thương mình, thật tâm mẹ thương mình, nhưng có thể là cách thể hiện của mẹ mình chưa hiểu được thôi. Đấy, mình lại bênh mẹ mình rồi. Mình chỉ có mẹ của mình thôi. Đã bao giờ mình lắng nghe, mình hiểu được cái tâm tư của tôi đâu. Tôi nói cho mình biết nhá, nếu mà mình cứ như thế này, mình đi biến miệt như thế, thì tôi về cho thầy u tôi ở cho xong. Tôi chả sống được với mình được đâu. Kìa mình. Đứng lại U bảo. Ôi trời ơi, con ơi. Con ơi, con làm cái gì đây hả? Con có biết là con ý là hèn lắm không? Hả? Có chuyện gì thế U? Có cái chuyện gì nữa? Trời ơi, không bằng một phần của thầy mày đâu con à. Ôi trời ơi, U nghĩ mà U buồn lắm. Đau từng khúc ruột con à. Ai là con thì đi làm ăn xa cứ biển biệt. Mà vợ con ấy, nó ở nhà, mà cái loại đàn bà ở đâu mà. Ôi dồi ôi, U chưa từng thấy bao giờ. Cái con vợ con ấy mà, U nói thật với con là trần đời ai oán, chưa thấy một cái con đàn bà nào như thế. Cái loại vợ gì mà vợ coi như là ăn trắng mặc trơn, ăn trên ngồi chốc. Ôi rồi ôi, ăn thì như tuồng luồng ba, ăn thùng uống vại. Mà cái điều này mới là cái điều đặc biệt ở nó này. Cái loại nó là cái loại ăn đứng dụng ngược. Rồi ôi, cứ nói đến nó một cái là U không thể nào mà U chịu được. Kìa U. Con có biết không? Ở nhà, một tay U thu va hà vén cho cái nhà này. Con thì đi suốt như thế. Nó ở nhà thì coi như là nó không làm một cái gì cả, lười chảy thây chảy xác ra. Thế mà nó đi ra ngoài đường, nó kể với cả hàng xóm láng giềng, nó bảo là U ác. Rồi ơi, U làm gì mà nó bảo là U ác rồi ơi. Nó bảo U là U vu oan giá họa cho nó. U đối xử với nó không ra cái gì, như người dưng nước lá. Rồi ơi, thế thì U còn mặt mũi nào mà nhìn bà con hàng xóm láng giềng à con ơi. Chưa hết nhá, buổi sáng ngày ra, U dậy U chợ búa cơm nước nhà cửa, nấu xong bữa trưa rồi vào mời con dâu ra ăn cơm, mà nó còn uể oải, nó còn ngáp ngắn ngáp dài, ngủ trương tây dãy xác đến qua ngọ vẫn chưa thèm dậy ấy. Thế mà nó còn cảnh vẻ nó có chịu ăn đâu. Ôi trời ơi, không hiểu là tôi cái số gì mà sao tôi khổ sở thế này cơ chứ, lại vớ ngay phải cái đứa con dâu. Rồi ôi, chưa thấy một cái nhà nào có đứa con dâu trần đời ai oán như thế. Kìa U, U nói thật với con nhá,
Ngày xưa U mà biết nó như thế mà. U đã lót tay lá chuối nó về nhà nó từ lâu rồi. Không bao giờ U đồng ý cưới gả nó cho con đâu. Con hiểu chưa? Trời ơi. U ơi, con xin U. Có gì thì U nói bé bé với con thôi. U nói ầm ĩ hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy. Bảo sao người ta không nói là mẹ chồng nàng dâu xung khắc với nhau, rồi họ đặt điều trên tiếng dưới. Làng trong xóm ngoài ai người ta cũng biết cả. Thế là tôi nói từ nãy đến giờ coi như là bây giờ là anh bênh nó đúng không? Hả? Anh bênh nó đúng không? Khổ quá. U ơi, con cũng vì công việc phải đi ngược đi xuôi để kiếm tiền. Cũng mong hai người ở nhà hòa thuận yêu thương nhau. Thế con vừa mới về đến nhà thì người này nói thế này, người kia nói thế kia. Con thì nói mẹ là đặt điều, mẹ thì nói là con dâu dựng đứng dựng ngược. Thế con biết, con biết nghe ai? Ôi dồi ôi, thôi! Anh là con tôi, anh phải bênh tôi chứ, hả? Anh phải nghe tôi chứ. Rồi ôi, tôi đẻ anh ra 9 tháng 10 ngày, tôi nuôi anh bằng ngần ấy. Rồi bây giờ anh lại bảo là anh biết nghe ai? Sao mà khổ cái thân tôi thế này hả? Rồi thôi ơi, con xin U. U nghe con nói đây. Con đường xá xa xôi con về, thì con biết chuyện như vậy. Thôi U cho con thời gian để con dạy dỗ vợ con. Không có dạy dỗ gì cả. Rồi ôi, đến nước này U nói cho con biết nhá. Cái con này ấy không thể dạy dỗ gì được. Mà U dạy con đây nhá. U ấy chỉ có một mình con. Bố mẹ thì chỉ có một trên đời. Còn vợ con ấy, con không lấy vợ này thì U sẽ lấy cho con vợ khác. Con hiểu chưa? Rồi, lấy đi. Mình nghe U nói gì chưa? Mình lấy vợ khác đi. Thôi, mình để tôi nói chuyện với mẹ. Có việc gì mà phải nói nữa. Hôm nay thì ba mặt một lời nhá. Ba mặt một lời làm sao? Hả? Con nói thật với U. Trần đời. Trần đời làm sao? Trần đời ai oán. Con mới thấy có một người mẹ chồng mà lại đi nói xấu con dâu của mình. Lại chia rẽ hạnh phúc của con trai con dâu mình. Lại đi xối con trai của mình đi lấy vợ khác. Con không hiểu là mẹ chồng thế nào nữa. Ôi có trời phải ơi. Là mẹ ăn đứng dựng ngược. Mẹ ăn không nói có cho tôi không? Trời ơi, thôi xin mình. Con kia, mày bảo ai hả? Mày bảo ai là ăn đứng dựng ngược, ăn không nói có hả? Ôi giời ơi. Đấy, mình... Tao nói cho mày biết nhá, hôm nay đây, ba mặt một lời nhá. Nhá, tao nói thì cho cả vợ cả chồng mày nghe nhá. Đấy, tao mình nghe thấy chưa? Tao gần 2 tuổi đầu rồi mà tao lại đi vu oan giá họa, ăn đứng dựng ngược, ăn không nói có cho mày à? Ôi giời mình ơi. Mình nghe thì mình phải nghe cả hai tai nhá. Rồi. Tôi không bao giờ nói xấu mẹ đâu, chỉ có mẹ là đặt điều nói xấu cho tôi thôi. À, đấy, con đã thấy chưa? Nó lộ nguyên hình là cái con điêu toa giả dối nhá. Rồi. Con làm gì mà U bảo là con điêu toa? Thôi không nói nữa. Bây giờ lót tay lá chuối nó ra khỏi nhà, U không thể chịu nổi đâu, U chết bây giờ đây này. Mình lót đi. Tôi cũng chẳng muốn ở đây nữa đâu. Thôi. Mình thôi đi. Làm phận con phải giữ chữ hiếu chứ. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, con xin mẹ. Mẹ cho con thời gian để con dạy dỗ vợ con. Tôi đã bảo là không dạy dỗ gì nữa cơ mà. Tôi không bao giờ tôi chấp nhận cái loại con dâu như thế này. U không chấp nhận con thì con cũng chả cần phải ở đây nữa. Ôi trời ơi. Ở đây chả ai thương tôi cả. Nếu mà U không cần con, mình đã không cần tôi, thì tôi về nhà mẹ đẻ tôi. Chả có vợ chồng gì cả. Ôi trời ơi, mày đi đi. Mày cút ra khỏi nhà tao nhá. Đừng bao giờ vác mặt về đây nhá. Trời ơi. Con, đứng lại. Rồi ôi, ngồi xuống. Khổ quá. Ngồi xuống. Rồi ôi. Con, con phải nghe U nhá. Thôi, để cho nó về nhà mẹ nó đi. Mà để cho nó sáng mắt ra. Con đã thấy chưa, U nói có sai đâu. Chả nhẽ U bằng gần này tuổi đầu rồi mà U lại dựng chuyện lên cho nó à? Đúng là cái bản chất nó như thế. Con đã thấy chưa? Bây giờ thì không thể giấu được nữa nhá. 3 năm rõ 10 rồi nhá. Thôi con ạ, cứ coi như là chưa từng có nó nhá. Rồi U sẽ lấy cho con một con vợ khác. Mà cái loại đàn bà mà cau điếc ấy mà, chỉ ăn rồi không biết chửa biết đẻ gì ấy mà, cho nó về nhà nó. Mình không có tiếc gì cả. U sẽ chọn cho con một con vợ cao giáo, xinh xắn, mà hay lam hay làm, biết thu vén nhà cửa, nữ công gia chánh tề, ra nội trợ là đầy đủ đâu vào đấy
nhá. Mà đặc biệt ý, nó phải là cái đứa mà biết đẻ. Cái loại mà cau điếc ấy mình không tiếc làm gì. Bây giờ ấy, U sẽ phải chọn cho con một con vợ mà nó đẻ cho U một đàn cháu. Ôi dồi, chả mấy lúc mà U cả nhà U coi như là đầy đàn đầy đống các con các cháu. U chỉ nghĩ thế thôi là U đã mừng lắm rồi con ạ. Mà nhà mình nhá, chỉ có mỗi một mình con, không thể nào mà để tuyệt tông tuyệt tự được con ạ. Cho nên là mọi thứ con cứ để đấy để U thu xếp cho nhá. Nghe lời U nhá. Cô đi vào nghỉ đi. Cô đi vào nghỉ đi. Nghe lời U rồi đâu sẽ vào đấy. Không có lo lắng gì cả. Nghe chưa? Vào đi. Vào nghỉ ngơi đi. Cứ để đấy rồi U sẽ lo lắng tất. Con hiểu chưa? Rồi U sẽ phải kiếm được một đứa con dâu ngoan ngoãn, chăm chỉ, hay làm, hay làm. Rồi nó sẽ đẻ cho U một đàn cháu. Ôi, sẽ đâu vào đấy hết. Ôi dồi ôi, làm sao mà con? Con làm sao thì phải nói cho U nghe chứ. Thế con nói không? Nó U hết cả ruột cả gan thế này chứ. Con không nói được. Thôi thôi không nói thôi nhé. Tôi không nghe nữa đâu. U không thương con à? Tôi không thương chị thì thương ai? U ơi, cái đợt này con về con ở hàn với U. Con không sang bên kia nữa đâu. Này này này, cấm chỉ nhá. Con gái đi lấy chồng là phải theo nhà chồng nhá. Nhà chồng dù có như thế nào đi chăng nữa, chồng con có dù có thế nào đi chăng nữa, con cũng vẫn phải nhịn. Nhớ chưa? Không có hơi một tí động một tí là vác quần áo về nhà mẹ đẻ là không được đâu. Nhưng mà không phải là do chồng con. Ô hay, không phải do chồng con thì do ai? Do ai? Do mẹ chồng con. Ôi dồi, này, mẹ chồng con, U thấy bà ấy rất tốt với con như thế. Bà ấy cái chiều chuộng nâng niu con như thế. Làm sao tự nhiên thì con đi bảo là do bà ấy là như nào? Làm sao? Đi lấy chồng nhá, phải theo nhà chồng nhá. Mẹ chồng dù có như thế nào mình cũng phải nín nhịn. Chứ hơi một tí là sao? Là con sang đi con kẻ xấu mẹ chồng con là như thế nào? Ôi, làm sao mà khóc, nói đi xem nào. Con không ở được nữa đâu, con về mới bu đây. Tôi không cho chị về nhá. Nhưng mà tại sao? Mẹ thấy có đời thu ở nhà ai mà mẹ chồng ấy thì lại bảo con dâu là câu điếc, là cái đồ không biết đẻ. Rồi là còn xui chồng con ấy là bỏ con đi để lấy vợ khác không? Ôi dồi ôi, thôi thôi thôi, nín. Đây, nín. U hỏi đây, có chính xác mẹ chồng con nói như thế không? Dám xui chồng con bỏ con à? Thế này thì không được rồi, thế này thì quá đáng lắm rồi. U tưởng là bà ấy tử tế hẳn hoi, bà ấy yêu chiều con dâu. Thế bây giờ nó không đẻ được, bây giờ nó mắt xui con dai để bỏ con gái mình, có chết không? Không được. Bây giờ U sẽ có cách. Là đây. Mình ngồi đây. Chờ tôi vào mời thầy U nhé. Mình. Sao mình? Em biết là U vẫn giận em. Không biết là U có bỏ qua cho em không hả mình? Mình yên tâm. U thương mình lắm. Mình đừng nghĩ gì cả nhé. Nghe không tôi. Không nghĩ gì cả. Em chỉ sợ là vợ chồng mình đã thống nhất rồi, mọi việc cứ như đã bàn nhá. Nhưng mà... Không nhưng mà gì cả nhá. Vâng. Sao thế hả mình? À, không sao. Mình này. Dạ. Mình phải nhớ là U rất thương mình. Mọi việc tôi đã nói với mình rồi. Em biết rồi. Đừng vì nghe những lời điều tiếng bên ngoài mà có định kiến với U nhé. Không, em có nghĩ gì xấu cho U đâu. Em chỉ sợ là bây giờ U vẫn giận em. U không nghe em nói đâu. Tôi hiểu lát mà. Lát nữa, mình phải nói cho em đi nhá. Được rồi, tôi hiểu mình mà nhé.
U ơi, U ơi, con mời U ạ. Dạ, con chào U ạ. Kìa U. U. Mình ngồi xuống đi. Thôi, mình cứ để em đứng. Em là người có lỗi. Em xin được đứng đến để hầu chuyện với U ạ. U ạ. Hôm nay vợ chồng con về đây. Vợ con cũng biết lỗi là trong lúc nóng giận quá lời với U. Phận làm con, chúng con không kìm nén được nóng giận, có lỡ lời nông nổi. U tha thứ cho vợ con U nhá. Dạ, nhà con nói phải ạ. Dạ thưa U, U biết tính con từ xưa đến giờ rồi. Con thì không được khéo miệng cho lắm ạ. Nhưng mà U hiểu cho con, cái tâm con thì không có gì cả. Con lúc nào cũng yêu thương và kính trọng U ạ. Nhiều khi con lỡ lời, U bỏ quá cho con ạ. U ơi, vợ con cứ thẳng như ruột ngựa, cho nên là nhiều lúc U bỏ quá cho nhá. U thương con. Con xin lỗi U ạ. Đấy. U bỏ quá cho con ạ. Vợ con có lời rồi, U bỏ quá đừng giận nữa. Giận là già là xấu đấy nhá. U ơi, ông bà mình nói là đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người ở lại cả. Con biết lỗi của con rồi. Con cũng chỉ mong làm sao hai vợ chồng con được sống hạnh phúc bên nhau. Con mong U lượng thứ, U bỏ qua cho con ạ. U, U nói câu gì đi chứ. Nhà chỉ có mình con thôi, U không thương con thì thương ai hả U? Người ta cứ nói là con dâu khác máu tanh lòng, nhưng con biết trong tâm U là U thương vợ con nhất. U nhá. Thôi được rồi. Cái tội hỗn với U ấy thì U bỏ qua. Dạ. Thế nhưng mà... Nhưng mà sao hả U? Anh chị làm thế nào thì làm. Phải đẻ bằng được cho tôi một thằng cu để nối dõi tông đường. Cái dòng họ này không thể tuyệt tông tuyệt tự được. Dạ. Thôi nhá. Muốn làm thế nào thì làm. U. U ơi. U ơi. Mình ơi, tôi biết tính U. U nói vậy là U tha thứ rồi. Nhưng mà... Thôi còn nhưng gì nữa. Sao? Chả sao cả. U hay. Thế mình không nghe thấy U vừa nói gì à? U bảo làm gì thì làm, cũng phải có cho một thằng cu. Thì mình muốn làm cái gì thì làm. Canh ba mai tôi đi rồi đấy. Mình lại đi à? Thì trong thời gian tôi đi vắng, mình nhớ nghe lời tôi dặn nhá. Hai mẹ con ở nhà yêu thương nhau. Em để nhớ. Tôi yên tâm mình nhá. Em nhớ rồi. Thôi. Đi vào đi. Canh ba đi rồi. Tâm sự gì mà nhiều thế. Biết rồi.
ơi, U đang mệt. U ra ngoài này ngồi làm gì gió máy ạ? À? U vào nhà nghỉ ngơi thêm đi ạ. À. Chị cứ mặc kệ thôi. Con kệ làm sao được ạ? À? Ở nhà chỉ có mình con với U thôi. Nhà con thì đi làm ăn xa. Bây giờ con không chăm U thì con chăm ai ạ? À? Khổ quá. Tôi đã bảo là chị cứ mặc kệ tôi. Con biết là U đang mệt. U chịu khó ăn vài thìa cháo cho mau lại sức ạ. À. Để con bón cho U nhá. Thôi 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 thôi. Tôi không ăn đâu. Thôi. Mang ra. U thương con. U ăn cho con một hai thìa cũng được. U chịu khó ăn thì nó mới mau khỏi U ạ. Thôi tôi không ăn. Thôi U ăn đi. U ăn ít thôi cũng được. U ăn thêm đi ạ. Từ từ rồi U ăn. Dạ. U ơi, con biết U đang mệt. Con sang làng bên, con gặp thầy Lang. Con nhờ thầy sắc cho U mấy thang thuốc bổ. Con sắc con để ở dưới bếp kia xong rồi. Bây giờ U ăn cháo xong rồi con lấy thuốc lên cho U uống ạ. U chịu khó uống thuốc để cho mau khỏi ạ. Dạ, U ăn thêm ạ. Thôi, cứ để U từ từ. U ăn một thìa nữa thôi ạ. Để con xuống, con lấy thuốc cho U uống nhá. Con xin phép U. Thím Dần đâu ấy nhỉ? Thím Dần! Dạ! Ôi dồi ôi! Dạ! Bác trưởng ạ! À. Ôi dồi ôi! Bác sang đấy ạ! À. Dồi ôi! Em đã bảo rồi! Có cái việc gì thì cứ bảo bác bảo con xe nó gọi em sang! Bác sang đây làm gì? Mà thôi bác ngồi xuống đi! Ngồi xuống! Ngồi xuống. Tôi không có thời gian để ngồi! Khổ quá, bác đã sang đến đây rồi. Ngồi uống với em chén nước đã, để em đưa với bác câu chuyện. Bác ngồi xuống đi. Thế tình hình thế nào rồi? Rồi thì bác cứ ngồi xuống thì rồi em trình bày. Em mời bác dây nước. Ôi trời ơi bác ơi, hôm nay bác sang đây nhá, em mới xin thưa với bác một câu chuyện. Đây là tin mừng luôn đấy bác ạ. Chả hiểu là từ cái hôm bác sang rồi em về em sang tai lai lời với vợ chồng thằng Ất, hay là vừa rồi mà nó về nhà mẹ nó. Từ cái hôm nó về đây bác ạ, thay đổi hẳn luôn. Ôi dồi ôi, đúng là em mừng lắm. Từ trước nhá, khi mà nó bước chân về cái nhà này, không bao giờ là nó quét cho em được cái nhà. Ấy thế mà bây giờ nhá, coi như là thức khuya dậy sớm này, rồi nữ công ra tránh tề ra nội trợ, cái gì cũng làm hết. Em là em không phải động chân động tay cái gì cả bác ạ. Mà nhá, năm nay ý, riêng cái chuyện bánh chưng ấy, là em không phải nhờ nhà bác nữa đâu. Ấy, cháu nó khéo lắm bác ạ. À. Nó gói bánh chưng coi như là vuông vắn mà sạch sẽ thơm tho lắm. Em thử rồi. Ui dồi ôi, bánh chưng ngon lắm bác ạ. À. Thì trời ơi, vứt. Ôi tôi chết, sao lại vứt hả bác? Rèn lắm. Rèn cũng vứt. Có cái việc quan trọng thì chưa kịp hỏi thì thím mình cứ tía lia đi. Thế nó thay đổi thật à? Vâng. Nó ngoan thật hả? À? Vâng. Thế nhưng mà có cái điều quan trọng ấy thì thím lại không nói. Thế thế nào rồi? Quan cái gì ạ? À! Ôi dồi ôi, cái gậy này của bác cái gì? Dồi ôi, có mỗi thế thôi mà bác cũng cứ làm em sợ quá cơ. Em tưởng là cái gì? Riêng cái gậy này của bác nhá, nếu mà nó hỏng ấy, bác chỉ cần bảo em một câu, ngày mai em bảo con vợ thằng Ất chạy ngay ra ngoài vườn chặt mấy cây mây. Ôi dồi ôi, nó bện cho bác cái gậy coi như là bác dùng không bao giờ hỏng luôn. Ôi dồi, cháu nó khéo lắm bác ạ. À. Cái gì nó cũng làm được hết đi. Vứt. Lại vứt ạ? À? Cái việc tôi hỏi khác cơ mà, có phải là cái việc mà bảo cháu nó đi uốn cái bà Tòng đâu. Ý tôi hỏi ấy, là thế tình hình kia nó đã có chuyển biến gì chưa? Ô hay, cái thằng chống gậy đây này. Cái thằng chống gậy.
Ôi trời ơi, gớm, em tưởng bác hỏi cái chuyện gì. Bác biết rồi đấy, các cụ dạy rồi, con cái là phúc lộc trời cho. Ấy thế mà cái thằng cháu bác ấy nó cứ đi biển biệt suốt ý. Bây giờ phải để cho nó về đây thì mới xem là có hay không chứ. Thế thì biết bao giờ mới có được cái thằng chống gậy hả trời? Ôi rồi bác yên tâm, chả chóng thì chày kiểu gì mà chả có. Trời. Nhưng mà cái việc đấy là cái việc quan trọng nhất, chứ còn cái việc buôn tàu bán bè hay là cái việc mà bánh chưng dần tôi không quan tâm. Vâng. Thế nhưng mà thôi, chú ý tập trung vào bảo với cái thằng Ất ý. Vâng. Phải hăng hái lên. Vâng. Thôi tôi về. Dạ vâng. Bác cứ yên tâm nhá. Cháu bác lúc nào chả hăng hái. Thôi tôi về. Dạ. Mai tôi lại sang. Dạ vâng bác về ạ. Nhưng mà cái thằng Ất nó về ấy. Dạ. Thì ới cho tôi một tiếng. Vâng. Rồi phải nhắc nhở nó. Dạ vâng. Rồi phải còn hướng dẫn cho nó. À thế ạ. Hăng hái lên. Vâng. Thế lúc nào cháu nó về thì em lại nhờ bác sang hướng dẫn cho cháu nó hăng hái. Vâng. Tôi về. Dạ vâng ạ, bác về ạ. Rước bác lại nhà ạ. Dạ. Bao giờ mới có hả trời? Ui dồi ôi, bác cứ yên tâm. Cứ hăng hái là kiểu gì cũng có hết ạ. Dạ. Ui. 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 Cái gì thế con? Ui. Làm sao thế? U đi đâu thế ạ? Con tìm mãi không thấy U đâu. Thì U ra làng có việc. Làm sao thế con? Ui. Ôi trời ơi, làm sao mà nước mắt lưng tròng thế này? Trời ơi, làm sao? Con... Làm sao? Nói cho U nghe đi xem nào. Mẹ chồng con... Mẹ chồng con làm sao? Lại bắt đạt con à? Lại ăn hiếp con phải không? Không. Thế thằng chồng con nó lại bắt đạt con phải không? Không, chồng con không làm gì cả. Thế thì tại sao? Ôi giời ơi, nói cho U nghe đi xem nào. Ôi, con không muốn mẹ chồng con chết đâu. Ôi, mày nói cái gì mà U không hiểu cả? Con không muốn mẹ chồng con chết đâu. Này, rõ ràng con sang đây con nói với U rằng là bà ấy chê con là quả cáu điếc không sinh nở được. Rồi bà ấy nói rằng là sẽ lấy vợ cho cái thằng chồng của con. Thế mà bây giờ đã tính toán như thế rồi, bây giờ con lại thay đổi là như thế nào? U ơi, con thay đổi rồi, con nghĩ lại rồi. U ơi, bây giờ U nghĩ cách đi ạ. U làm thế nào U cho con thuốc giải đi. Cách gì? Mẹ chồng con sắp đi rồi, con này, không muốn bà ấy đi đâu. Thôi nhá. Không có thuốc giải, thuốc giết gì cả. Đã uống rồi không giải được nhá. Ui, nhưng mà còn nước còn tát. Hay là bây giờ U cho con sang nhà thầy lang, con xin thầy lang thuốc giải cũng được. Thôi nà, làm sao mà đi thầy lang được. Thầy Giang cũng không có thuốc giải. Mà đây, U hỏi đấy, tại sao, lý do gì mà tự nhiên con thay đổi như thế? Con về con đối xử tốt với mẹ chồng con. Để cho bà ấy không nghi. Thế từ hôm đấy mẹ chồng con đối xử với con như thế nào? Ôi dồi ôi bác ơi, hôm nay bác sang đây nhá, em mới xin thưa với bác một câu chuyện. Đây là tin mừng luôn đấy bác ạ. Chả hiểu là từ cái hôm bác sang, rồi em về em sang tai lai lời với vợ chồng thằng Ất, hay là vừa rồi mà nó về nhà mẹ nó, từ cái hôm nó về đây bác ạ, thay đổi hẳn luôn. Ôi dồi ôi, đúng là em mừng lắm. Từ trước nhá, khi mà nó bước chân về cái nhà này, không bao giờ là nó quét cho em được cái nhà. Ấy thế mà bây giờ nhá, coi như là thức khuya dậy sớm này, rồi nữ công ra tránh tề ra nội trợ, cái gì cũng làm hết. Em là em không phải động chân động tay cái gì cả bác ạ. Mà nhá, năm nay ấy, riêng cái chuyện bánh chưng ấy, là em không phải nhờ nhà bác nữa đâu. Ấy, cháu nó khéo lắm bác ạ. Nó gói bánh chưng coi như là vuông vắn, mà sạch sẽ thơm tho lắm. Em thử rồi. Ui dồi ôi, bánh chưng ngon lắm bác ạ. Thì trời ơi, vứt. Ôi tôi chết, sao lại vứt cả bác? Rèn lắm. Rèn cũng vứt. Có cái việc quan trọng thì chưa kịp hỏi thì thím mình cứ tía lia đi. Thế nó thay đổi thật à? Vâng. Nó ngoan thật hả? Vâng. Thế nhưng mà có cái điều quan trọng ấy thì thím lại không nói. Thế thế nào rồi? Quan cái gì ạ? Ôi dồi ôi, cái gậy này của bác cái gì? Rồi ôi, có mỗi thế thôi mà bác cũng cứ làm em sợ quá cơ. Em tưởng là cái gì? Riêng cái gậy này của bác nhá, nếu mà nó hỏng ấy
Bác chỉ cần bảo em một câu, ngày mai em bảo con vợ thằng Ất chạy ngay ra ngoài vườn chặt mấy cây mây, ôi dồi ôi, nó bện cho bác cái gậy coi như là bác dùng không bao giờ hỏng luôn. Ôi dồi, cháu nó khéo lắm bác ạ, cái gì nó cũng làm được hết đi. Vượt đấy U xem, mẹ chồng con đối xử với con tốt như thế mà con lại định đầu độc để cho bà chết đi, con hối hận lắm U ơi. Thôi thôi con, bây giờ mà mẹ chồng con có bệnh như thế thì làm sao mà con sống được. Ôi giời ơi, thôi đừng có khóc nữa. Đấy con thấy chưa, con thấy con suy nghĩ nó nông cạn chưa, lúc nói thì làm bằng được. Đến bây giờ thì con nổi hận lắm rồi, con biết con sai rồi, chắc chắn là bên nhà thầy Lang có thuốc giải, để con đi sang nhà thôi, thầy Lang. Thôi thôi, con ngồi xuống không phải đi đâu hết. Thôi bây giờ làm sao con ngồi để nhìn mẹ chồng con mất được. Khổ quá đi con đi đi không, nghe U nói đây này. Mà U đã biết cái tính của con rồi đấy, nên cái hôm con chạy sang đây ấy, U phải nghĩ ra cái kế đấy, con hiểu chưa? Vừa là để cho con một bài học, mà vừa phải để cho con sáng mắt ra, con hiểu không? Thế là con cứu được mẹ chồng con rồi, U ơi. Con cảm ơn U. Thôi, con nghe U nói đây. Thầy U đã gả con cho con người ta rồi, thì con phải coi bên đấy như gia đình nhà mình. Con phải coi bố mẹ chồng con như chính là thầy U bên này, con hiểu chưa? Mà U thấy bà mẹ chồng con ấy, bà cũng tử tế. Phải cái tội bà ấy hơi nóng tính một tí thôi, nhưng cái tâm của bà ấy tốt, con hiểu không? Chứ không hơi một tí con lại chạy về đây, hơi một tí con chạy về đây. Mà U lạ thì tính con đâu. Con là cái đứa nóng nảy, không dễ gì con bỏ qua tất cả. Nhưng mà con phải nên nhớ rằng, con muốn được người ta yêu thương con thì con phải biết đối xử, con phải yêu thương bố mẹ chồng của con hiểu không? Con phải vun vén xây đắp hạnh phúc gia đình của con. Có như thế thì bố mẹ chồng con mới thương yêu con được. Thôi bây giờ muộn rồi, con đi về đi. Không có bà ấy mong đấy. Vâng. Nhá. Con nhớ lời U dặn con rồi. Ừ. Từ nay về sau, con sẽ sống thật tốt. Ừ. Và con sẽ đối xử thật tốt với chồng con và mẹ chồng con. Đúng rồi. U vào nghỉ đi ạ. Thôi con đi về con đi. Con xin phép U. Nhớ nhá. Vâng. Về nhá. Con về ạ. Dạ, thưa bác trưởng ạ. Ngày hôm nay gia đình nhà em có làm một bữa cơm gọi là cơm tất niên ạ. Dạ, mời bác sang đây trước là để ăn với mẹ con em bữa cơm. Sau nữa là gia đình nhà em có câu chuyện về một năm trôi qua. Dạ, cũng là để báo tin mừng cho bác ạ. Dạ, cái năm vừa qua ấy thì đúng là nhiều khó khăn, nhiều vất vả. Thế nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có rất là nhiều niềm vui đấy ạ. Dạ, sau đây thì cháu Ất sẽ có đôi lời muốn thưa với bác ạ. Dạ, thưa bác trưởng họ, U cháu cũng vừa có lời, cháu xin được tiếp lời ạ. Dạ, năm vừa qua, bao nhiêu khó khăn vất vả thì gia đình cháu cũng đã vượt qua. Chắc chắn là xuân này sẽ hơn hẳn những xuân qua. Thế hả? Dạ, dạ vâng ạ, cháu xin được báo tin vui với bác trưởng họ là năm nay là cháu đã tậu thêm được hơn 10 con trâu ạ. Dạ. Trâu á? Dạ, dạ vâng ạ. Vứt. Dạ, ngoài trâu ra thì cháu cũng tậu thêm được dăm thửa ruộng ạ. Dạ vâng, đúng đấy ạ. Ruộng. Dạ vâng, vâng ạ. Vứt. Dạ, thưa bác là, dạ, năm nay đặc biệt hơn là cháu đã tậu thêm được một cái tàu. Dạ. Tham gia vào con đường tơ lụa. Đấy. Rất là thuận tiện vâng cho buôn bán của cháu ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Tàu với chả tơ lụa. Vứt. Ôi dồi ôi bác ơi, công lao cả một năm rồi của cháu nó phấn đấu. Cháu nó tậu trâu này, tậu nhà này, rồi tậu cả thuyền này. Thế mà bác vẫn bảo vứt, thế bác cần cái gì ạ? Cần cái gì nữa, cái cần nhất thì không tậu. Mình ơi. Ôi dồi ôi, sao thế hả con ơi? Biết rồi. Dạ. Này. Dạ, cháu nó buồn nôn đấy bác. Dạ, xin phép bác trưởng họ. Này, để yên cho nó nôn. Này, bác hỏi này. Dạ. Cháu dâu. Có phải. Ôi dồi ôi. Dạ, vợ cháu cũng được hơn 3 tuần rồi ạ.
cái này mới là hay này. Cái này mới là không vứt này. Hôm nay em mới biết đấy bác ạ. Thế này thì tốt quá rồi. Dạ. Thôi thôi, ra rượu, ra rượu. Dạ vâng, cháu ra rồi ạ. Rượu đi. Thế này là tốt lắm rồi. Dạ. Năm nay là họ nhà ta đại phúc. Dạ. Vui quá là vui. Dạ. Nào, dạ, cả nhà ta chúc mừng năm mới. Dạ, kính năm trưởng ạ. À.